bị tai biến cần phục hồi chức năng thì dùng ghế massage nào? Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người một cái cặp ghế rất là đặc biệt dùng để phục hồi chức năng cho những người bị tai biến hoặc là gặp các vấn đề về vận động, không đi lại được hoặc là khả năng vận động kém. Thì hai cái mẫu này nó là cái giải pháp tối ưu nhất để cho các bác hoặc là các anh chị em mua về cho người thân hoặc là bố mẹ mình bị các cái vấn đề về vận động. Thì nếu mà một cái con ghế thông thường để mà phục hồi chức năng ấy mà nó không có cái kéo giãn ấy thì cái khả năng cái tác dụng của nó rất là thấp. Chính vì như vậy nên là cái cặp ghế 3S của hãng Family Inada này thì nó là một cái giải pháp hoàn hảo cho mọi người nhé. Đây là 3S này. Đấy, Family Medical Chair này. Đấy, ngay cái tên nó đã thể hiện là cái ghế vật lý trị liệu rồi. Đây mình có thể bật nó lên. Mình chọn bài 2 nhá. Bên này cũng thế này. Bật lên chọn bài 2 này. Đó. Đây, bây giờ tôi sẽ chứng minh cho mọi người biết được là hai cái mẫu ghế này. Đấy, thì nó hỗ trợ cho những cái người vận động kém như thế nào. Thì riêng ghế massage thì cái khả năng xoa bóp thì nó đã tốt rồi, thì nó phải kết hợp thêm cái chức năng, đó là cái khả năng kéo giãn. Thì tí nữa mọi người sẽ xem hai cái con này nó kéo giãn như thế nào nhá. Ở cái dòng 3S này thì cái thiết kế của nó rất là đặc biệt, có nghĩa là khi nó kéo giãn ấy, nó không đơn thuần nó chỉ là túm chân kéo xuống, mà ở dưới mông nó đẩy lên. Túi khí ở đằng sau lưng này, đây cái túi khí ở lưng này, nó đẩy lên kết hợp với một dàn con lan này, nó cũng đẩy cái phần lưng bờ lưng phần lưng lên. Và túi khí ở vai, nó có hai lớp túi khí vai, nó ôm chặt lấy cái phần vai bả vai và nó ghì, nó kéo xuống. Sau đó nó sẽ kết hợp với cái động tác gập người, đây kéo bẻ ra và gập người. Đấy mọi người nhìn nhá. Mọi người nếu mà nhìn như thế này thì thấy rằng là tưởng đơn giản nhưng không phải đơn giản đâu. Ở đằng sau nó đang kết hợp rất là nhiều các động tác với nhau. Đấy mọi người có thể thấy này, mông này, lưng này, tứ khí lưng này, đấy tứ khí lưng này, rồi là dàn con lăn ở phía đằng sau nữa. Nó vừa kéo giãn và cái dàn con lăn nó ghi vào lưng mình nhá, nó ghi vào lưng. Vai thì giữ chặt. Đấy, lưng thì nó ghì vào người mình ấy. Đó, và nó kéo bẻ nó đây này, bây giờ bắt đầu nó lại kéo ra này. Mọi người thấy chưa? Thấy túi khí ở đằng lưng nó thổi đây chưa? Đây này. Đấy. 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 Mọi người đấy nhìn thấy chưa? Đấy, bây giờ nó ghì người và nó kéo ra đằng sau này. Mọi người tưởng tượng là một cái người nằm liệt giường, vận động rất là khó khăn và cần phải kéo bẻ rồi là tập luyện, thì cái con này, con ghế này nó thay người luôn, là nó ghi chặt lấy phần vai của mình và nó kéo bẻ đằng sau. Ở bên dưới thì nó đẩy lên, ở bên dưới này mọi người thấy ở dưới nó đẩy căng lên chưa? Đấy, vừa túi khí và vừa dàn con lăn nhá. Dàn con lăn thì nó đẩy vào người, nó giống như là một cái người ở đằng sau ấy, cầm hai vai và lấy cái đầu gối ấy, tì vào lưng mình và kéo bẻ ra đấy. Nó mô phỏng rất là giống với cái động tác của cái nhân viên massage chuyên nghiệp. Đó. Đấy, thì nó đang thực hiện những cái động tác này mà ở những cái dòng ghế khác không có nhé. Dòng ghế khác không có đâu mọi người ạ. Nên là nếu mà các bác nào mà đang gọi là hạn chế trong cái vấn đề về vận động, đi lại hoặc là ngồi đứng vân vân, mà cần phục hồi chức năng, thì
Và đây có lẽ sẽ là cái giải pháp hiệu quả và tối ưu nhất với cái mức giá nó cũng rất là vừa phải thôi, chứ nó không quá đắt. Đấy, mức giá tầm trung thôi. Đấy, thì cái này nó có những cái chức năng gì thì cho mọi người xem. Ở đây là cái điều khiển này. Đây là cái điều khiển đã dịch nha. Đây đấy, cái bài đầu tiên đó là bài massage và kéo căng ra toàn thân, kéo căng toàn thân nhá. Bài thứ hai đó là bài tập kéo giãn người nhá, kéo giãn người. Bài tập thứ ba đó là massage toàn thân này. Cái phần ô xanh xanh này đó là cái chức năng gọi là đánh kéo bẻ nó mạnh ấy, làm mạnh, làm mạnh. Và góc bên trái này thì là nó các cái đèn nó hiển thị là dò huyệt đạo này. Ví dụ trên này là nếu mà đèn trên này thì nó tức là nó đang tìm kiếm, đèn dưới là tìm kiếm đã hoàn tất. Dưới này thì nó là các cái chức năng nâng chân này, hạ chân này. Đấy, nâng ghế, ngả ghế ra này. Đây là di chuyển vị trí con ăn nhé. Đấy, rồi là các chức năng massage phía lên trên này, rồi là xuống dưới này, rồi chỉnh lực của động cơ này, chỉnh lực của túi khí này, rồi là chức năng tự động nâng hạ này. Dưới đây là các cái chức năng thủ công khác, và nó kết hợp với cả máy sưởi. Đây có cả máy sưởi nhé. Đấy, thì nếu mà mọi người mua thì sẽ có cái hướng dẫn tiếng Việt kèm theo để sử dụng. Đấy, đây này. Đấy, đây là cái chức năng bên trong. Đó. Đấy, mọi người có thể quan sát hai cái mẫu này nó đang làm việc. Cái hình thức của nó thì khá là gọi là to, khá là gọi là bụ bẫm, nhưng mà cái khả năng làm việc của nó thì lại rất là linh hoạt. Đấy. Hai cái mẫu này thì nó là hai cái mẫu nó có cái mã giống hệt nhau, nên là cái lập trình và cái cách thức để nó hoạt động là nó giống hệt nhau, nó không khác nhau cái gì cả, từ hình thức cho đến cái cách nó vận hành thì đều giống nhau. Đó, đây là nó đang bẻ người nhá, gập người đấy. Chức năng gập người. Đây phía đằng sau này. Cho mọi người xem cái tem nhá. Đây, con này nó con 3S này. F nó sẽ F330 này. Đây số chứng nhận thiết bị sức khỏe này. Điện 100V, công suất 130W này. Đó. Sưởi con này thì có 16W thôi. Đây là tên công ty nó, Family Inada CEO NTD Japan này. CEO là viết tắt của company. Cái này là viết tắt của Limited, có nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn Family Inada Nhật Bản. Dưới này cái cảnh báo. Bên đây cũng thế này. Tem giống hệt nhau. Giống hệt nhau. Tem này tem chứng nhận thiết bị chăm sóc sức khỏe nhé. Đấy, nó có nhiều bài tập rất là hiệu quả cho những người bị tai biến chẳng hạn. Đấy, nếu mà anh chị em nào mà có bố mẹ bị tai biến, ông bà bị tai biến, hoặc là gặp các vấn đề về vận động thì sắm ngay hai cái mẫu này nhá. Đấy, làm rất là từ từ, êm ái và không gây đau cho người sử dụng nhá. Các bác anh chị em mà có nhu cầu thì có thể liên hệ tới hotline 0964480666 để được tư vấn cụ thể về cái mẫu 3F này nhá. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào.